Dạ, cơ bộ xanh Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú và bạn giao lưu mai sản phẩm chơi Tết với phô mai. Sản phẩm thì gồm cúc thừa hương với bạch mai với một cây sung, rồi phô mai vàng, phô tứ quý, cái lớn lớn to to bự ha. Rồi mình vô clip để cô chú mình xem những cái nào hàng chi tiết cho mau giúp kênh của cô chú các bạn. Vô clip luôn ha. Rồi anh mau ơi. Anh Mau đang là siêu tới nha cô chú mình. Rồi, chào anh Linh. Dạ. Rồi em xin mến chào cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay em tiếp tục lên một lô. Hôm nay có mấy cây cúc thuận hương thành phẩm với mấy phôi mai nha cô chú, với sung người Mỹ hồng ha. Hôm nay lên clip thập cẩm. Thì con số điện thoại của em là 0939048121 ha. Em tên Mau. Ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Vậy rồi đầu clip em vô cây số 1 ha, là cây mai mai vàng ghép cúc thuận hương. Này là đủ điều kiện chơi Tết này. Hôm nay nụ có nhiều nhiều. Nụ có chuẩn bị vừa chơi luôn ha. Nó vừa lớn luôn. Cái bồ la nè. Trời quái ha, cây dáng. Cái này mình vô dây là đẹp lắm nha cô chú, tại em chưa có rảnh để vô dây ha. Vô dây là mình phân bố nó lại đều là đẹp lắm. Ghép nó cũng già mùa đúng không? Đúng mùa. Tàn ngã cái ấm ấm kính đều đó, này vô sửa nó sơn nó đẹp. Rồi chiều cao mấy tới đây thôi ha. Là được 95. Tán ngang nó cũng 94 95 luôn cô chú ạ. Cái này mình chơi Tết ha. Cây nó bo nó cũng mập luôn. Ồ. Một cái thằng hay lắc lắc. Thằng lắc quái là quái. Rồi, vô quạnh luôn ha. Rồi quạnh nó ở trên đây luôn đi ha, 23 ha. Những cái củ tròn này luôn là được có 40. Rồi 23, củ 40. Ghép là tàn điệu chân không? Rồi giá luôn đây. Rồi cái mã số 1 cây mai vàng ghép cúc thuận hương em giao lưu với cô chú giá 1.600.000 cô chú. 1.600.000. Cái bò ghép của em ngóc mập mập không? Cây nút nụ no hết trơn rồi chứ cô chú à. Nó tròn hết rồi ha. Mình chơi Tết dừa lắm luôn. Rồi 1.600.000 cô chú bạn. 1.600.000 ha, mã số 1. Cái này em không có xếp chậu ha cô chú. Ở gần gần thì em xếp luôn. Ở gần gần này xếp chậu xa thì xa bó bầu, bầu. Chưa xếp không nổi bó bầu em đóng kiện hay đóng kiện gỗ giờ phép đổi cái tàn đẹp nó điệu chứ ngành lên phẩm trước nha em là số 2 là một cây cái này cái bạch mai nha cô chú. Cái này già lắm, già rồi ha. Nó cũng già mùa nữa cô chú ơi. Cái này được 2 mùa rồi. Bạch mai. Ghép bạch mai ha. Bông của nó 7 tới 9 cánh luôn cô chú, mà bông rất là to ha. Còn nhóc chân ha. Còn nhóc cái này mình vẫn chơi Tết được luôn. Bo bự, dài chứ. Cây này nó cũng làm chậu nha cô chú, vô cái chậu nó nứt em sợ nó bể, em rút ra em bó luôn. Để khiêng lên khiêng xuống cái nó bể như mất công. Một cây dáng bay đầy đủ. Cái này để đẹp hay để gốc hay nở nở? Để nó bỏ xuống dưới điều hết trơn á. Tại không có khai thác. Bò trộn ghép nó muốn liền chứ. Cây này nó kéo mấy cái đầu ghép nó mạnh lắm. Muốn giá bích chứ. Hơn phân nửa thì có cái nhỏ thì gần giáp rồi bự hơn nữa. Rồi cho cái tổng cái chiều dài. Tán ngang nó bự. Tán ngang dài gì là nó tới 1 mét hết rồi chứ.
Cao cao thì nó có 70 à. Đang tròn cho. Đang tròn ha. Này mình vô dây mình chỉnh sửa nó cái nữa là đều băng luôn á, đẹp luôn. Rồi cỏ lắc. Bạch mai hay có chứ này. Dạ, cho nó quạnh luôn ha. Quạnh là 24 của chú à. Dạ, quạnh 24. 24 quạnh à. Cái này đế đẹp không? Đế đều đều. Thành phẩm hay không? Thành phẩm hết rồi, giờ mình về bỏ vô cái chậu nữa mình chơi ha. Vô dây rồi ngon lành. Rồi giá cây số 2. Rồi cái mã số 2 em giao lưu với cô chú là giá 1.800.000 ha. Cây bạch mai. Bông của nó rất là to nha cô chú. Bông 5-7-9 cánh luôn á. Mở của bông to lắm. Cái cây này là đó cái cây em bứng trong vườn, cái em lấy cái bo cây bứng trong vườn á. Đang tròn đều. Vậy gọi phép đổi cái luôn. Thực phẩm. Theo kích số 3. Rồi tiếp theo là cái số 3. Cái này máy vàng ghép túc thọ hương luôn nha cô chú. Cái này già lắm, già cô chú ơi. Cái này mình vô dây mình dựng đỉnh nó lại là đẹp lắm nha cô chú. Tại em chưa có làm kịp ha. Nụ đầy đủ chơi Tết luôn. Cái này nụ to cũng nhiều lắm. Cái gì chứ nụ dữ lắm. Có phương mà nó nhiều ra nụ nở ra thấy gì kính trên cây. Nở chị không nổi với nó đâu. Gốc này lực ha. Gốc lực với gốc này già, cái da me chứ. Để đẹp luôn. Điều chứ, rễ điều. Điều to to. Đây thì dám như thú đang ngồi mập mập uống. Gốc nở phì luôn. Cây để đẹp. Để đẹp mà nó già cây. Cây này đó bứng gốc mai phôi. Cái xù xù với me nhìn đẹp. Ghép nè, bởi vì nó dài lắm. Rồi em cho cái tán ngang ha. Tán ngang là được 90. Chiều cao là 75. Mấy cây này là khi đóng kiện gỗ đi là em vô dây nhôm ha cô chú. Em uống cho nó gọn gọn lại ha. Bò bự bự cho già nha. Để đẹp. Dây đẹp mà cây này là nó đẹp. Nó già, đẹp nhất là cái nước da già nó. Cái này là mình sửa sạn sơ sơ nó đẹp, nó xù xù nó đẹp. Giống như cái này 28 nha cô chú. 28 phần ha. Cây này nút nụ to to đã. Điều quá chứ, nút nụ đều vậy là ok lắm. Nó nở cái kính chứ. Rồi giá luôn. Rồi cây mã số 3, cây này em giao lưu với cô chú giá 1.800.000 cô chú ơi. Cây này gốc đẹp, già. 1.800.000 cho mã số 3. Cây đẹp nha chú. Rồi phép đổi cây luôn. Đế đẹp. Nhìn dáng cũng đẹp, kép cũng ok. Rồi, tiếp theo cây số 4. Gốc này giống gốc tứ quý không? Nhìn từ xa. Số 4 là gốc tứ quý. Tiếp theo mã số 4 của chú ơi. Số 4 là gốc tứ quý ha, ghép cúc thọ hương. Cây này nó nụ cũng im lắm, 3-4 cây này nụ nó cỡ nhau. À. Chơi Tết vừa lắm. Vừa. Chọc ghép mà bự mập ha. Mập to. Cây này bự. Tại vì ghép nó hai mùa rồi. Gốc là cây tứ quý ghép cúc thọ hương. Cây đó thường chậu lâu rồi. Không chậu mùa. Nụ cho Tết ok rồi chứ. Ngày mình vô dây sơ lại là vô dây sơ là đẹp cây này nè. Tầng đa. Này nó bọt được luôn.
mập mập không? Chiều cao là được 87 nha cô chú. Tán ngang cũng 85 đi. Lùn nhóc chưa? Cái gốc tứ quý ghép vô làm như nó mạnh hơn cái gốc mai vàng. Mấy này cũng ghép một lượt đó mà nó được còn vậy mà cái bo nó bự hơn. Thế to bự gấp đôi. Mình đi chín này 22 hơn của chú ha. 922 đi. Rồi giá. Rồi cây mã số 4 cây này em giao lưu với cô chú là giá 1,5 triệu. Số điện thoại đây luôn, giao lưu. Số điện thoại của em là 0939048121, em tên Mao nha cô chú. Dạ phép mình đổi cây luôn. Lời này luôn anh Linh ơi. Dạ. Tiếp theo luôn. Số 5. Cây này khi nặng quá. Nặng không tiếp không? Rồi tiếp theo mã số 5. Số 5 cũng là cây tiếp tục tỏ hương của chú à. Con lắc này đi dán kiểu hả? Cái này em mới vô dây ha, mới rảnh vô được con cây nè. Cây này thì nụ nó hơi ít hơn mấy cây kia nha cô chú, nhưng mà cũng chơi tết, cũng có bông chơi tết nha. Thì mà thấy nó cũng đều đều mà. Nó không có, nó hơi thưa hơn mấy cây chút mà nụ cũng ok đều đều. Cây này nó non mùa hơn mấy cây kia lắm, mới ghép. Mới ghép 6 tháng. Đặc biệt cái gốc này thì nó đẹp. Cây này đẹp với gốc quái. Còn lắc. Để chảy đều luôn. Để điều gan ha, bên trong này. Chảy cái điều luôn. Gốc nở chập bá luôn. Nở, để điều. Cây này đó đế đẹp á. Mới đưa nó vô chậu này nè, coi cho nó. Chiều cam đo gì là 77, coi chút. Tán ngang là 85. Tạo dáng đẹp điều sẵn này. Cái gốc nở chập bá luôn. Trồng xấu mà. Củ đế tròn do. Củ tròn do. Cây này củ tròn. Mà là chiếc này 23 của chú ơi. 23 hoành. Đều luôn. Cây này đế đều hết trơn à. Đế đẹp á. Này về cái nếu mà trồng sao là cái ấy đế xuống màu lên xíu nữa. Rồi đế nổi lên chút đẹp. Rồi giá. Rồi cây mã số 5 cái này em vô lưu với cô chú giá 2,2 triệu á. 2,2 triệu. 2,2 triệu cây số 5. Ngày đi rút chậu ha. Rút còn cô chậu muốn ý cô chú anh chị mình muốn để chậu thì tính cho em xin thêm chút đỉnh phí ship em để chậu luôn. Giá 2,2 triệu mã số 5. Tại vì chậu nó hơi nặng với sợ nó bể bất tử. Cho phép mình đổi cây hay cô chú nha. Cây số 5. Cây hương. Nặng lắm nặng. Hơi bị nặng. Hơi bị nặng rồi lên thôi. Tiếp theo cây số 6 của chú. Số 6 là cây Mỹ Hồng của chú này. Cây trang Mỹ Hồng nha. Tàn bự. Cây này chiều cao nó hơn 1,5 m, em tính 1,5 m nha của chú. Tán ngang nó 2 m ha. Em tính 1,8 m thôi. Tán ngang 1,8 m, chiều cao 1,5 m. Dạ. 1,5 m hơn mà em tính 1,5 m thôi. Tán ngang nó tính 1,8 m. Cây này nó già lắm, già rồi nó thần chậu quá. Này lấy ra bông là gộ đều.
cho cái chỗ nó chặt quá. Còn góc thằng chậu dài lắm ha, rễ nó lên cứng ngắc hết trơn. Rễ không này, cái này là rễ không này chứ không phải là phân. Rễ kìa. Trắng hết trơn. Rễ nó ăn xuống tới đít bầu nó ăn ra ngoài luôn. Rễ không? Rễ không à. Gốc này cũng bự bự. Dài lắm, thẳng lên đây đo luôn đây. Cái này là hồi xưa bán biết nhiêu tiền. Vành hơn 21 của chú, tính 20 đi. 20 vành. Gọc này lưu giá cái Mỹ Hồng. Rồi cây mã số 6 là cây trang Mỹ Hồng hả cô chú, em giao lưu với cô chú giá 1,5 triệu. 1,5 triệu ha, cây này em rút chậu ra bón bầu nữa. Rồi 1,5 triệu. Cây số 6 trang Mỹ Hồng. Cái tàn đó nó điệu chứ. Tàn trong gió này nó có tương đối gỗ. Tàn bự nha. Em 8, cao 1,5. Hoành 20. Thấy gốc nó hình nở phì phì đẹp đẹp mà cây này cũng thuộc là hơi bị già dữ. Già lắm rồi, tại em trồng mua năm nay nó là 5 năm rồi đó, trồng như chậu này 5 năm đúng rồi, bởi vì rễ giờ nó cứ ngắt hết. Hết đất luôn. Rồi hết đỏ cây. Rồi tới cây sung nó luôn đi. Đây cây sung cổ cổ. Cây sung cô chú ơi. Mã số 7 là cây sung. Này anh đi vòng vòng giùm em ha. Dạ dạ. Chỗ này nó hơi chặt quá cô chú ơi, thông cảm. Sung mình ha, sung đất mình xưa đó. À trái nữa nè. Đây. Đó, mấy cái búp hồng hồng với tím tím là nữa là tết. Cái xíu nè. À, đây tết là trái nhóc luôn á. Rồi nó ra nữa nè. Mấy cái tím tím lú lú là nó không á. Này là ngay tết luôn á, bông trái này là ngay tết luôn cô chú. Sung cổ ha. Như nó ra cháy đây nè, cái đỏ hồng hồng nè. Nó hồng hồng là nó không đó. Cái trái nè, cái vòng. Nó có mấy cái lỗ lũa ha cô chú, mấy cái lỗ này thì nó cũng thiên nhiên á. Nó tự đương bộ. Nhau ha, gõ ha, cái gỗ cái lũa đó cái đương lũa nó nhìn bao nè. Dạ nhìn nó cũng hay quá. Cây này hoành hay bị bự à? Hay bị to mà lũa thấy thiên nhiên. Cũng quay nhạo hết cũng được mấy năm rồi. Chiều cam tính 1,5 m luôn. Tăng ngang 1,5 m luôn. Này nè, nó lũa theo năm tháng nha, cái mấy cái nhánh gỗ cái tược lên bình thường. Sừng chậu mà ra trái bông bình thường là im. Nó thần lâu lắm rồi, thần cũng 6 năm rồi. Trên này có trái nhấp chừng, có trái nhiều gì. Trái nhiều lắm. Cái trái đợt này là ngay Tết luôn đó. Cây khủng khiếp cây. Mấy nó đỏ này nó gai nhấp chừng đây nè, cây trái này. Chuẩn bị gai lự chừng. Là để Tết, à, cái đó cái đợt đó là ngay Tết luôn, bẻ chân luôn. Nó gai nhiều chứ. Hoành chắc 100 mấy nha. Nên đo thử. Đo không giáp mà. Tiêu mà. Hoành hơn 150, tính 150 chú ơi. Chút nữa mới đủ thước. 150 mấy lần mà tính 150 đi. Cây này nó thần cũng ấy là bởi vì rễ nè, rễ mệnh lên cứng hết trơn. Chậu này hơi bự ha, chậu này chậu 1 mét ha. Củ bì nó là 1 mét mét mấy, 1,15 m. Vậy là lọt lòng là 1 mét. 1 mét.
phơm tay cành để qua nhào sẵn. Cái tay cành ở ngoài như nó ra trái luôn đó. Thấy già già nè, thấy già già là nó ra chứ. Dạ ra nè, thấy ra trái nè. Năm kia năm kia trái nhiều lắm, năm nay biết sao. Chú theo. Từ này ra trái. Nó đỏ chứ, nó lú lú chứ. Mấy này là nó ra trái. Nó đỏ chứ. Mấy cái mà nó ra gần gần cái thân là nó ra trái đó. Còn cái tược là nó ra trên trên đầu quái không à? Trên đầu tược này không. Cái này mình vô lưu sao? Cái này em vô lưu 7 triệu rưỡi à. 1 mét rưỡi hoành nha cô chú, 7 triệu rưỡi cho cây sung. Cây sung to bự, trần trâu nữa. Trái đầy đủ chứ, về mình trái đầy đủ chơi. 7 triệu rưỡi. Cái này cây số số 7. Số 7, số 7. Dạ. Đây, hay bị đẹp. Dạ, anh quay đem ra trước em lên coi nha. Đây, thích mình đổi cây hết chứ mà. Cây cổ cổ. Rồi, cô chú anh chị mình xem cái nào thầy tiếp cái chỗ nào giúp kênh ha. Rồi mình tiếp qua mình vô phôi. Rồi mình dàn trước ha, để tôi quý sau. Rồi mình dàn. Chị hành đầy đủ đẹp luôn. Rồi tiếp theo mà mai vàng của chú ơi, phôi ha. Phôi mai vàng có cành phóng. Cành phóng đầy đủ, chi cành cũng đều đầy đủ. Dễ này nó bỏ xuống hết ha cô chú, mấy này nó bỏ nó ăn xuống hết ha. Chứ nó không có treo. Gốc nở để nó quặm xuống. Để cũng khá đẹp luôn. Đấy, nó cũng đều bầu á. Cầu ở đây gom xuống phủ cho bác. Cái cành to lùng lực, chơi bonsai theo kiểu cành bay bay, phóng phóng. Rồi cái cành phóng được 69 nha cô chú. Chiều cao em đo gì là được 52. Quanh hay mập mập hay to to. Đường kính bầu là 60. Đó khúc trên 39 hơn hả chú, tính 39 ha. Vành eo thôi 39. Cây này nhìn ngoài nó lực lắm cô chú, nhìn nó mập lắm. Trời bá. Rồi giá. Rồi cái mã số 8 em giao lưu với cô chú giá 2 triệu 3. Phôi mai vàng 2 triệu 3 cây số 8. Số 8 để gọi phép đổi phôi. Cái cành to to bự, cái này mình chơi vô lùa đẹp, giữ chơi dán vô lùa. Rồi. Phôi số 9. Số 9 là cũng phôi mai vàng của chú ơi. Dáng hơi siêu siêu nha cô chú. Cái này cái tược là tược ghiên ha. Cái này là tược ghiên không à. Có hai cái bò dưới này là cái bò ghép Manu. Ừ, giống Manu. Manu. Nu. Ghép cái là nó nu hoài lên gì đó. Em thấy cái mặt cắt nó lớn quá lắm. Ghép nó vô. Ghép là nó nu. Cái lá nó khác ha. Nó gai, nó gai mà nó sần sần. Màu màu nâu bích. Để bỏ nó cũng mặt này đẹp. Đẹp hết trơn á. Có con ghế nó hơi bị lũa tí nha cô chú. Hồi xưa cái bứng phôi nó bị tét. Mà nó cái này là đỏ tư hết nè, không có mục nha cô chú. Em bao là không có mục vô ha. Không có gì xong rồi, nó không có vô nữa. Dễ nó ra đầu ra ra cho. Đây nó bị hồi lúc phôi đó. Xử lý về trồng giờ nó thuận hết trơn, nó sống mạnh khỏe hết trơn. Tay cành nó cũng đều ghê. Một cái dáng siêu.
Rồi chiều dài em đo tới ngọn là 1m lấy 3. Cho hoành luôn nha. Dạ. Rồi còn vị trí này luôn đi, 43. Đo gì thì nó 50. Hoành 43 chạc 50. Cái này đế đều luôn á, đế đẹp luôn, nó bấu bấu chứ mà. Cái nó lực lực. Rồi giá luôn đi. Rồi mã số 9 em Zalo với cô chú là giá 2.4 triệu cô chú ạ. À. 2.400.000. Gạo phép đổi cây luôn. 2.4 triệu cây số 9. Rồi tiếp theo em còn hai cây tứ quý này, em này em bán rút vốn của chú ơi. Hai phổi quý nha, to bự. Tiếp theo là mã số 10 tứ quý nha cô chú. Hôm nay em bán rút vốn ha, cô chú nào yêu thích thì alo em ha. Bán xả luôn, có alo là có chốt luôn cô chú ơi. Tay canh bao đẹp luôn, điều to. Đây có cây này em chỉ nữa. Cái nhánh này lúc em vận chuyển nó hơi tét xíu nha cô chú, nó hơi lột da một tí ha. Ha, nó cứ ngắt này ha, nó chỉ găng nhẹ thôi, xong rồi em lấy băng keo em quấn nó lại để cho cô chú anh chị mình thấy ha, xong rồi em quấn băng keo nó vô, vận chuyển rồi là ngon lành cho cô chú. Để rễ bắp bắp nó cái điều tứ diện điều chứ mà cũng về mấy clip bán không được, bệnh bệnh cái này để này, lực một điều ngắt một kẹo một này. Này cũng có đầy đủ khung chống này. Hôm này chỉ cần ghép là ok luôn. Cái này mà ghép vô cái là thôi, nhìn cái phôm tàn nó dữ dằn. Chiều cao em đo gì đi là 117. 117. Tán ngang hiện tại nó là 70. Cao 117 ngang 70. Tay bự bự, tay cành bự bự không? Để nhìn nó có lực nghe chưa? Có phải nở hoành luôn. Cây này nó chạc nở nha cô chú, mình đo nó cũng hơi ấy ha. Vị trí này 47 ha. Nó nhẹ. Hoành 47. Chạc xuống cái mặt cắt này cái là 55 ha cô chú. Chạc nhẹ xuống cái là 55, gốc ngoài nhìn nó nở nó bự lắm cô chú. Này để hơi sổm sổm. Dễ bành bành luôn. Còn giá luôn luôn. Rồi cái mã số 10 em giao lưu với cô chú là giá 10.500.000 luôn. Cây rất là lực luôn cô chú ơi, đế đẹp chi cành đều nữa. Cây này hoành chút bút máy bự và to nữa. Mã số 10 là tứ quý nha cô chú, 10.500.000. Giá thu hồi vốn. Dạ. Giá thu hồi vốn cô chú ơi, bán rồi vận chuyển cái nữa không có còn nhiêu tiền chứ. Nặng lắm, nó bự nữa, đẹp mà. Cho phép nổi cây luôn. Tiếp theo là mã số 11. Cây này bữa nay nó lú tược quá trời luôn cô chú ơi. Một cốt nặng cốt, cao nhẹ, đem vô cái chiều cao cái điểm quay luôn. Rồi cam tính 1,5 m nha cô chú. Tán ngang là 70 luôn. Nay chỉ cần nó đều. Nó búp búp kẹo quá trời. Thấy mê luôn. Nó ra tược điệu chứ chỉ cần lú lú nhựa nó kéo ghê gớm trời, khủng khiếp mạnh. Cái đầu nó kéo là cuồn 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 cuộn luôn, ra tược luôn quá trời. Cái này mà để vào đất gì luôn là ghép luôn, để vô là dính, để vô là dính. Cái mặt cắt nữa ra cái nhựa ghê, cũng ghê gớm. Cái nào cũng lên nhựa. Để nó điều. Cái phòng xổm xuống điều. Để cho to.
đầy đủ luôn, lót trong cũng có đầy đủ. Này khoảng cách này sát sát không, nó không xa lắm. Này đây mình về mình nuôi cái gì để đất vô đây cái nó rễ mình cam cam nó bám xuống. Cái này cái mặt cắt rễ nha cô chú. Xưa chủ nhà người ta chặt. Rồi em xử lý lại hết trơn, nó không có mục gì hết. Từ gối. Để sớm đẹp. Trên đây nó có cái thẹo. Mà xưa cái nhánh nó tét nha cô chú, mà ở dưới là nó kéo liền hết rồi ha. Giờ như còn cái lỗ nhỏ trên thôi. Chỉ cành điều tứ diện chứ cũng sát sát không có xa lắm. Này ghép vô có form cao đẹp. Đẹp lắm. Cao. Thằng thông là khỏi chê luôn. Chê đẹp á, gầm vô cái quần. Quần trong đó hai vị trí của chú ơi. Vị trí dưới này đi là nó 44 ha. Em đo trên mặt cắt này ha. Là 40. Khoảng 40 ha, 40 xa trên luôn đó. Chặt 44. Để gom cũ cũng còn do luôn. Quá trời cũ để. Để đẹp. Thì gan sát sát không? Cây rất là mạnh cây đó, nhựa phê luôn. Vì là đúng là vì là ghép là dính liền luôn. Chất lượng luôn, nó nhựa ghê gớm luôn. Tay cái nước nó bung ha. Bung đều chứ. Nó mạnh. Chỉ cần nó đều sẵn rồi. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 11, mã số 11 hôm nay em giao lưu với cô chú là giá 7 triệu rưỡi luôn cô chú ơi. Cây đẹp. Đế cũng đẹp luôn. 7 triệu rưỡi mã số 1, mã ship số 11. Cây số 11. Dạ. Ba ship toàn quốc. Rồi cây mã số 11 cũng là cây cuối clip em hôm nay luôn cô chú ơi. Em rất mong cô chú mình yêu thương ủng hộ em clip này được mau lẹ. Em xin cảm ơn và chào tạm biệt cô chú ạ. Rồi chào anh mau luôn. Chào quý cô chú anh chị các bạn luôn. Chào cô chú anh chị, nghĩ cái nào thì tiếp cho mình kênh. Dạ rồi, trân trọng kính chào quý cô chú anh chị bạn mình ơi.